Kính chào cô bác anh chị và các bạn đã đến với kênh Xlog Thanh Long với chuyên mục Việt Nam nổi bật rất bất ngờ vào ngày 17 tháng 1 năm 2023. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chấp thuận đơn từ chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây được xem là việc làm đầy ý nghĩa và nêu cao tinh thần chịu trách nhiệm rất cao. Khi trong giai đoạn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nắm giữ cương vị Thủ tướng năm 2016 đến năm 2021, đặc biệt là giai đoạn năm 2020 năm 2021 khi đại dịch Covid xảy ra, cho dù Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào thời gian đó đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ chống dịch, đưa ra hàng loạt giải pháp để thực hiện chính sách Zero Covid rất thành công, làm giảm tối đa nhất có thể số người bị lây nhiễm Covid-19 cũng như tử vong vì Covid-19. Việt Nam giai đoạn đó được xem là quốc gia phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả nhất thế giới. Nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra, đó là đại án Kiếp Tép Việt Á và đại án nhận hối lộ, ăn hối lộ khi thực hiện chiến dịch giải cứu công dân từ những quốc gia đang có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng vào thời điểm năm 2020, năm 2021 của Bộ Ngoại giao. Trước đó, hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Nguyễn Đức Đang cũng đã nộp đơn xin từ chức vì liên đới trách nhiệm trong hai vụ đại án này. Có thể nói rằng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điều hành chính phủ vượt qua những giai đoạn khó khăn và đạt được những thành tích rất đáng nể, chẳng hạn như nợ công từ 68% GDP xuống chỉ còn 45% GDP. Đây là một con số quá ấn tượng, trong khi đó vẫn giữ nhịp điệu tăng trưởng kinh tế rất mạnh mẽ. Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chủ trương và thực hiện xây dựng chính phủ kiến tạo. Vì vậy, trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam gần như đã hoàn thiện về chính sách phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho mọi hoạt động của nền kinh tế hoạt động ổn định và phát triển mạnh mẽ. Việc từ chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn được xem là đã thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là thực hiện chính sách chủ trương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quản lý cán bộ, cho dù là ở mức độ nào thì cũng phải chịu trách nhiệm về mặt chính trị trên bất kỳ vị trí lãnh đạo nào, từ trung ương xuống đến cơ sở. Một hành động đầy quả cảm của cá nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng như nói lên sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ở cấp độ trung ương, bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam. Tiếp theo, vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ chức quyền Chủ tịch nước, chờ Quốc hội chính thức bầu Chủ tịch nước vào cuộc họp sắp đến. Một điều rất thú vị, rất đáng chú ý là quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xuất thân từ giáo viên cấp 3, có bằng cử nhân hóa học. Nếu kỳ họp Quốc hội lần kế tiếp, quan điểm cá nhân kênh Xlog Thanh Lâm rất ủng hộ quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chính thức được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để Việt Nam lần đầu tiên có nữ Chủ tịch nước, mà cách gọi của người Việt Nam đối với những người đứng đầu một nhà nước là Tổng thống, nghĩa là Việt Nam có nữ Tổng thống đầu tiên. Tóm lại là rất rất ủng hộ quyền Tổng thống Võ Thị Ánh Xuân trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Việt Nam. Quay trở lại vấn đề từ chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dư luận một bộ phận không nhỏ người dân cũng tỏ ra rất bức xúc vì thông tin Chủ tịch nước xin từ chức trước đó một tuần lễ đã bị rò rỉ ra ngoài. Từ đó, những kênh thông tin cũng như những trang mạng của những thành phần phản động ở hải ngoại liên tục thiêu dệt, xuyên tạc cũng như bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam. Cái bài quen thuộc là đấu đá nội bộ, thanh trừng nội bộ. Cũng chẳng hiểu vì sao một bộ phận nhỏ người Việt Nam sống ở nước ngoài, nơi xứ sở văn minh, lại có những suy nghĩ hèn hạ thấp kém và bẩn thỉu như vậy. Không lẽ ở xứ sở văn minh thì buộc phải có những lời lẽ thiếu văn minh thì mới đúng chuẩn hay sao?
Cũng đây rất làm lạ về những chuyện như thế này, nhưng cũng phải chịu thôi. Nội dung nổi bật tiếp theo trong nước là cứ đến hẹn lại lên, chủ đề có nên bỏ Tết ta, sát nhập chung vào Tết Tây hay không, cứ bị mấy cơ quan truyền thông trong nước cứ lôi ra mổ xẻ, nhào nắng, tạo ra cái chen rất là khó chịu đối với một bộ phận lớn người dân, rồi kéo theo những bình luận ý kiến trái chiều, tranh cãi lung tung trên mạng xã hội. Thực ra vấn đề có nên bỏ Tết ta hay không là do giáo sư Võ Tùng Xuân, công tác tại trường Đại học Cần Thơ, đã đưa ra cách đây khoảng 15 năm. Nhưng báo chí trong nước cứ mỗi độ xuân về lại đưa vấn đề này ra bàn luận, thực chất là để câu view câu like mà thôi. Mỗi năm cánh báo chí lại đưa ra thêm vài yếu tố, thêm mắm thêm muối cho nó sinh động. Trong đó nội dung yếu tố đáng chú ý nhất vẫn là vẫn còn ăn Tết ta là vẫn còn nghèo. Đây là quan điểm rất là sai lầm. Theo suy nghĩ riêng của cá nhân kênh Xlog Thanh Long, chính vì ăn Tết ta, ăn Tết cổ truyền thì kinh tế Việt Nam mới phát triển. Bởi vì cũng chính vào dịp Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền thì sức tiêu thụ hàng hóa của người dân Việt Nam mới lên cao, mà là cao nhất trong năm. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp kinh tế phát triển. Vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết cổ truyền là văn hóa tiêu dùng được đẩy lên rất cao ở mọi lĩnh vực, cho dù là hàng hóa tiêu dùng hay các loại dịch vụ khác, đặc biệt là du lịch. Còn vấn đề về giao thương quốc tế, xuất nhập khẩu, trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, nghỉ Tết cổ truyền thì doanh nghiệp cũng như công nhân đã nỗ lực hết sức để làm bù cho những ngày nghỉ Tết, thường là tăng ca nhiều hơn để hoàn thành các đơn hàng. Vì vậy không có chuyện trì trệ trong các hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động kinh tế khác, để làm cho nền kinh tế bị suy giảm hoặc bị chậm phát triển. Đối với quan điểm của cá nhân kênh Xlog Thanh Lâm, chính Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền mới tạo sự đột phá trong hoạt động kinh tế vào một thời điểm nhất định, đồng thời cũng tạo đà phát triển kinh tế cho một năm tiếp theo. Vì vậy thực sự không có Tết cổ truyền, không có Tết Nguyên Đán thì sẽ rất khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam. Còn đối với các mối quan hệ quốc tế, từ ngoại giao chính trị đến thương mại, trong một năm 7 ngày để người Việt Nam nghỉ Tết cổ truyền thì chẳng có ảnh hưởng gì lớn cả. Các đối tác quốc tế sẽ hiểu và nhanh chóng thích nghi mà thôi. Không có vấn đề gì là quá lớn ở đây. Thông tin nổi bật kế tiếp ở Việt Nam là Bộ Tài chính đang nghiên cứu để sửa đổi nghị định về phát hành và quản lý trái phiếu, với mục đích là cho phép các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu trong thời gian vừa qua có thể kéo dài trong khoảng thời gian nhất định cho một loại trái phiếu cụ thể. Trong vấn đề này có lẽ nhắm đến chủ yếu là các công ty tập đoàn bất động sản, vì trong những năm vừa qua đã phát hành một lượng trái phiếu ra thị trường rất lớn. Trong khi đó hiện tại thị trường bất động sản được cho là đang đóng băng, doanh thu của các công ty tập đoàn bất động sản với dự án hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ đồng không có người mua, chính xác hơn là không có nhà đầu tư thứ cấp đói hoài tới. Đã vậy vào tháng 10 năm 2022, đại án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan với giá trị đã phát hành cổ phiếu lên hơn 20.000 tỷ đồng thì đã tạo ra một hiệu ứng kép tiêu cực lên thị trường bất động sản cũng như lên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Với nghị định sắp ban hành của Bộ Tài chính thì đã góp phần rất lớn gỡ khó cho các công ty tập đoàn bất động sản, khi được dự báo năm 2023 và năm 2024 là đỉnh điểm của kỳ hạn để thanh toán trái phiếu doanh nghiệp cho các nhà đầu tư. Tóm lại trong tình cảnh này, thiệt thòi lớn nhất vẫn là thuộc về các nhà đầu tư, nhưng cũng phải chấp nhận lãi suất trái phiếu doanh nghiệp luôn luôn cao hơn lãi suất gửi vào ngân hàng. Lãi suất cao thì rủi ro cũng cao. Quyết định cuối cùng thuộc về nhà đầu tư nên phải chấp nhận mà thôi. Nhưng thực sự, cuộc khủng hoảng nhà đất cũng như khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay cũng không có gì phải đáng lo ngại. Vì chính phủ Việt Nam cũng đầy rẫy kinh nghiệm xử lý những cuộc khủng hoảng như thế này. Chẳng hạn như cuộc khủng hoảng bất động sản và ngân hàng diễn ra năm 2011. Đây là một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng,
Một số lớn ngân hàng trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam đã bị mất thanh khoản nghiêm trọng. Cụ thể là rất nhiều công ty, tập đoàn bất động sản đã thành lập ra các ngân hàng sân sau. Khi người dân gửi tiền vào đó thì các ông chủ của các tập đoàn bất động sản rút tiền ra sai với quy định quản lý nhà nước về ngân hàng, đem đi đầu tư vào các dự án ngàn tỷ của doanh nghiệp. Vì vậy khi thị trường bất động sản đóng băng thì các ngân hàng đó cũng mất thanh khoản. Vào thời điểm năm 2011, Việt Nam có khoảng hơn 150 ngân hàng. Một số không nhỏ các ngân hàng đã rơi vào tình cảnh khủng hoảng, đứng trước nguy cơ phá sản. Nếu để điều này xảy ra thì an ninh tiền tệ của Việt Nam cũng như sụp đổ. Người dân sẽ ùn ùn kéo đến các ngân hàng để rút tiền. Vì vậy chính phủ đã thành lập công ty mua bán sát nhập các ngân hàng với nhau. Những ngân hàng yếu kém có nguy cơ phá sản buộc phải sát nhập với các ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt. Từ đó hệ thống ngân hàng Việt Nam mới tránh để sự sụp đổ trên diện rộng. Còn đợt này các tập đoàn công ty bất động sản đã không dẫm vào vết xe đổ cũ, đã đẩy đưa hàng loạt đại gia bất động sản, đại gia ngân hàng vào tù vào năm 2011. Mà các công ty tập đoàn bất động sản đã dùng phương thức mới rất hợp pháp, đó là phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho các dự án bất động sản ngàn tỷ. Thực ra bản chất vấn đề vẫn là một, nhưng ở đây nhà đầu tư nhỏ lẻ đã cho doanh nghiệp trực tiếp vay vốn, còn trước đây là phải thông qua trung gian ngân hàng. Nhưng rủi ro đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn không thay đổi. Xin nhắc thêm, nữ tỷ phú Trương Mỹ Lan vào năm 2011 giữ cổ phần chủ chốt trong ba ngân hàng, đó là ngân hàng SCB, Thương mại Cổ phần Sài Gòn, ngân hàng Tín Nghĩa và ngân hàng Đệ Nhất. Cả hai ngân hàng Tín Nghĩa và Đệ Nhất buộc phải sáp nhập vào ngân hàng SCB vào giai đoạn khủng hoảng năm 2011. Nhưng so với các đại gia bất động sản cũng như các đại gia ngân hàng khác, nữ tỷ phú Trương Mỹ Lan, cô Vạn Thịnh Phát không chịu vướng một tội danh hình sự nào cả. Còn bây giờ thì e rằng nữ tỷ phú xinh đẹp Trương Mỹ Lan, Trương Muội sẽ đối diện với tình huống tội chồng tội, rất khó có cơ hội để tháo gỡ, xem như là kết thúc cuộc đời trong bốn bức tường. Cuối cùng là những thông tin vắn đáng chú ý. Sau 21 ngày, các lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Hạo Nam ở tỉnh Đồng Tháp lên trên mặt đất. Sau khi xác định tử thi, xác định bé Hạo Nam bị đa chấn thương và rơi vào vùng nước nên tử vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể bé Hạo Nam cho gia đình. Xin chân thành chia buồn với gia đình. Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, đặc biệt là các văn nghệ sĩ thổi phồng công dụng quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc. Hình ảnh minh họa cho bài viết đã được làm mờ đi, nhưng với mái tóc cũng như dáng vẻ rất là quen thuộc thì anh chàng ca sĩ tự xưng ông Hoàng Nhạc Việt, Đàm Vĩnh Hưng, đã được vinh dự xuất hiện trên bài viết. Ngày 19 tháng 1 năm 2023, thanh tra chính phủ đã công bố hàng loạt sai phạm của khu du lịch Tam Trúc ở tỉnh Hà Nam. Điều đáng nói là việc sai phạm này nó trở nên rất bình thường mỗi lần cơ quan chức năng hay thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra kiểm tra ở bất kỳ doanh nghiệp nào thì cũng phát hiện ra những sai phạm, đặc biệt là về mặt tài chính. Nhưng có vẻ như tình hình trong rất nhiều năm qua vẫn không có gì thay đổi. Đúng ra, ngoài việc thu hồi thất thoát tài chính cho ngân sách nhà nước thì phải có chế tài phạt thật nặng giống như ở đa phần các nước phát triển, để cho các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực phải e ngại khi vi phạm những quy định về quản lý nhà nước trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn hiện tại Việt Nam có mức phạt quá nhẹ, không đủ răn đe đối với các doanh nghiệp. Vì vậy các ông chủ của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, cứ thoải mái vi phạm luật, vi phạm nghĩa vụ tài chính, cho đến khi bị phát hiện thì nộp lại, chẳng có vấn đề gì lớn, còn không phát hiện thì im luôn. Khu du lịch Tam Trúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội hơn 60 km, cách chùa Bái Đính Ninh Bình khoảng 30 km. Chủ đầu tư là công ty xây dựng Xuân Trường, có trụ sở tại Ninh Bình. Chùa Tam Trúc được xem như là
Ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại nằm trong quần thể khu du lịch Tam Chúc. Các lực lượng chức năng huyện trấn Yên Bái đang điều tra vụ việc hàng chục đối tượng xã hội đen ở Phú Thọ kéo lên xã Vân Hội hành hung người dân khiến bốn nạn nhân bị thương. Thực ra đây là vụ đòi nợ với 20 tên giang hồ. Như vậy ở đây tồn tại hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là côn đồ lộng hành. Vấn đề thứ hai là vấn nạn cho vay nặng lãi vẫn tồn tại rất mạnh mẽ. Cho dù Bộ Công an trong 2 năm gần đây đã phá những vụ án cho vay nặng lãi rất lớn, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Thực tế so với những quốc gia khác trên thế giới, thì vấn đề tiền vay và lãi suất là do yếu tố thị trường quyết định. Còn ở Việt Nam thì khống chế mức độ lãi suất trần cho 1 năm, nên cũng tạo ra những hệ lụy khá tiêu cực. Ở Anh Quốc đưa ra một quy định rất hay. Lãi suất tiền vay bao nhiêu không quan trọng, nhưng người vay chỉ cần trả đủ 300% so với tiền vay gốc là hoàn thành nghĩa vụ vay nợ. Như vậy xã hội sẽ ít biến tướng hơn và cũng dễ quản lý hơn. Còn nhà nước cũng như chính phủ muốn hỗ trợ vốn vay cũng như lãi suất thấp cho người nghèo thì nên lập ra nhiều quỹ tín dụng nhân dân theo hướng cho vay tín chấp. Còn vấn nạn côn đồ đánh người thì nên nghiên cứu bổ sung thêm những điều luật nghiêm khắc hơn. Hiện tại thì bộ luật hình sự cũng rất bất cập. Nạn nhân bị hành hung, bị đánh, bị tác động vật lý, thương tích trên 12% thì mới xử lý hình sự. Đây là điều rất là phi lý. Những nạn nhân bị hành hung, bị đánh đập hoặc bị tác động vật lý còn liên quan đến yếu tố tinh thần. Vì vậy bất kể hành động nào đe dọa cũng như tấn công người khác, cho dù hậu quả như thế nào thì phải có những điều luật chặt chẽ để xử lý. Hợp lý nhất là nếu nạn nhân bị thương tích dưới 12% thì pháp luật nên có quy định sẽ giao cho nạn nhân toàn quyền quyết định xem có khởi tố hình sự cá nhân hay tổ chức đã xâm phạm đến cơ thể cũng như tinh thần của nạn nhân hay không. Nội dung Việt Nam nổi bật đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Rất mong luôn được sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn vào nút thích, bình luận hoặc đăng ký để tạo động lực cho kênh phát triển. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình Việt Nam nổi bật tiếp theo.